TV26 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Và trước hết thì TV256 muốn cho quý anh chị em nghe đoạn video nói về có 20 tên côn đồ đã xâm nhập vào giáo xứ ở Đồng Nai đó. Thì TV256 biết rõ là đây là cái nhóm mà Việt Vision đó. Không biết anh chị em biết về cái nhóm Việt Vision không? Cái nhóm cũng có thể gọi là giải độc chính trị đó. 20 tên côn đồ là mà mang theo biểu ngữ rồi cờ tỉnh Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng, rồi mang loa rồi. Dạ chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Thì trước hết thì TV cho quý anh chị em nghe một cái đoạn audio clip về 20 tên côn đồ như vậy mà Hành có những cái thái độ gọi là rất là thô bạo đối với người cha ở giáo xứ đó. Mời quý anh chị em lắng nghe một cái đoạn cỡ khoảng 2 phút thôi. Ông mới đưa mặt ra nói là các đồng chí gì đấy. Còn không thì rồi mời ông Nguyễn Duy Tân ra để mà gặp dân chúng tôi đây. Nếu như mà ông muốn đối thoại với chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ cùng ngồi xuống và đối thoại với ông. Nhưng mà nếu như ông không có ra mặt cùng với chúng tôi đối thoại thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp để mà có cái thái độ gọi là trừng phạt ông ở tại ngay cái vị trí này, ngay tại cái giáo xứ Thái Hòa này. Trừng phạt nha, quý anh chị em nghe rõ đó. Hello. Chúng tôi là những người công giáo, những người giáo dân yêu cầu ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân ra đối thoại trực tiếp với chúng tôi. Họ cho họ là người công giáo đó, quý anh chị em thấy rõ không? Tôi đề nghị ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân ra đây để đối thoại với chúng tôi các cái nội dung sau đây. Thứ nhất á, xin phép ông trả lời tại sao dám xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc và bịa đặt về cái sự nghiệp và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái điều thứ hai là tại sao ông là linh mục, là quan chức của quốc gia Vatican mà ông lại dám lên mạng xã hội tổ chức trưng cầu dân ý đòi phế bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ thể chế chính trị Việt Nam. Điều thứ ba là tại sao ông là một linh mục đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam lại đòi lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam và không công nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Dạ, quý anh chị nghe rõ những cái điều mà 20 tên côn đồ này nó nói ăn nói như vậy. Thì ở đây TV chỉ đưa ra cái ý kiến là mình thấy đó là những cái côn đồ, nhưng mà mình thấy nó rất là còn trẻ. Thì mình thấy rằng là họ gần như họ không có hiểu biết về cái vấn đề mà tự do ngôn luận, mà ngay cả những người dân mà phản đối các em này cũng không có trưng ra được cái quyền tự do ngôn luận. Cha Tân hoàn toàn có cái quyền tự do ngôn luận. Nếu mà chúng ta dựa vào theo cái hiến pháp của Cộng sản á, thì Cha Tân vẫn có được quyền tự do ngôn luận. Cha Tân có thể nói rằng là Hồ Chí Minh là một tên tội đồ của dân tộc,
chả có gì phải tội hết. TV đây 2 năm 6 cũng nói đây nè, Hồ Chí Minh đã giết dân 172.008 cải cách ruộng đất, làm sao mà có tội được nè. Hồ Chí Minh là tên tội đồ dân tộc Việt Nam, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận được ghi vào hiến pháp điều 25, không thể nào mà nói ra là có tội hết ấy. Mà Hồ Chí Minh đã từng giết người như vậy, một cái tên mà tội đồ giết người như vậy mà làm sao mà gọi là xúc phạm được, hoàn toàn sai trái. Và ông Linh Mục Tân đó, cha Tân đó, cha có quyền nói rằng là người ta có quyền nói rằng là người ta muốn lật đổ cái chế độ này, muốn lật đổ cái chế độ cộng sản, đó là cái quyền tự do ngôn luận. Anh mà muốn bắt cái người đó đó thì anh phải chứng minh rằng là người ta đủ cái khả năng lật đổ, chứ không có phải ai mà nói là bị tội. Đó là cái quyền tự do ngôn luận mà. TV 256 ở đây cũng tự do ngôn luận. TV nói là bây giờ tôi không thích cái chế độ của ông Trump, tôi muốn lật đổ cái chế độ ông Trump. Bây giờ TV ra ngoài public TV nói chẳng có tội gì hết. Mà chính phủ Hoa Kỳ á phải rằng là chứng minh rằng là TV có cái hành động mà, hoặc là có đủ khả năng mà lật đổ thì mới kết tội được. Không phải là TV so sánh cái luật pháp ở Hoa Kỳ hoặc luật pháp Việt Nam, nhưng mà cái đó là cái quyền tự do ngôn luận thôi. Mà TV gần như là họ không thấy, họ phản ứng lại, họ tranh biện lại cái vấn đề mà quyền tự do ngôn luận của con người. TV có quyền gọi là không có thích cái đảng cộng sản, và TV có quyền gọi là muốn nó phải sụp đổ. Đó là cái quyền tự do ngôn luận. Người dân có quyền tự do ngôn luận, không có tội gì, hoàn toàn không có tội gì. Nếu mà dựa theo cái hiến pháp và điều 25 đó, quyền tự do ngôn luận đâu có tội gì đâu. Mà cái đó là những cái đó là sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá thối nát rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành xử côn đồ, đã hành xử gọi là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đó là những cái tội ác, mà tội ác từ hàng mấy chục năm nay rồi. Nội mà tội ác gọi là bắt giam gọi là những người yêu nước, bắt giam rồi là quân dân cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa, giết cầu cả 200.000 người trong trại học tập cải tạo. Đó là những tội ác, và người ta có quyền gọi là nói lên cái tiếng nói của người ta. Đó là cái quyền tự do ngôn luận hiển nhiên thôi. Cha Tân có quyền nói như vậy, TV 256 có quyền nói như vậy, tất cả mọi người có quyền nói như vậy. Mình phải dựa theo hiến pháp chứ mình dựa theo luật pháp. Mà nói là sự thật như vậy nữa, chứ không phải là mình xuyên tạc. Đâu có phải là anh xâm phạm cái quyền tự do của người ta. Anh lấy loa, anh bắt loa, anh để vô trong cửa người ta, rồi anh lấy máy ảnh, anh chụp hết ở trong nhà người ta. Cái đó là tội gọi là xâm phạm về gia cư của người ta đó. Người ta cần cái sự bình yên chứ. Rồi các anh hâm dọa, các anh đòi xử người ta. Các anh hâm dọa là các anh phải có biện pháp, phải có thái độ với người ta. Các anh đem 20 người mà đến nhà cha Tân như vậy, các anh không thấy xấu hổ sao?
chắc anh làm những cái chuyện tồi bại. Đừng có nghĩ là các anh còn trẻ, các anh không hiểu. Các anh hiểu hết á. Các anh hiểu là các anh đang mang cái cờ Phúc Kiến. Cái cờ Phúc Kiến là cái cờ tàu. Giận lắm. TV giận 256 phải giận lắm, phải lên livestream như thế này. Không có thể chấp nhận cái hành động côn đồ của bọn mà Việt Vision. Mà họ đưa những cái mà YouTube về cái chương trình gọi là giải độc chính trị. Nhưng mà sự thật họ là toàn là bịp. Họ là những người phải cần giải độc đó. Tại vì họ không hiểu. Có thể họ còn trẻ và có thể họ đã bị nhồi sọ từ hồi nhỏ tới lớn rồi. TV rất thông cảm điều đó. Nhưng mà các bạn trẻ đó, các bạn đó phải học hỏi, các bạn phải tìm tòi. Chứ không phải hành động một côn đồ như vậy. Vô trong Google search thử coi. Coi cái tội ác của Hồ Chí Minh như thế nào. Sự thật nó hiển nhiên như vậy thôi. Các bạn phải tìm hiểu chứ. Ngày hôm nay đâu có ai gọi là cái là giải phóng Việt Nam đâu. Giải phóng Sài Gòn đó. Các anh là cưỡng chiếm người ta. 30 gọi là giáo sư rồi là 30 gọi là sử gia để mà trưng bày cái sự thật như vậy. Người ta đã kêu gọi đây là một cái chính quyền hợp pháp, một cái chính quyền độc lập. Người ta đã thay đổi cái cách gọi rồi, bỏ đi người ngụy quyền gọi là ngụy quân. Mà các anh còn bởi vì đó, cái bằng chứng nó rất là rõ ràng. TV nói thẳng là rõ ràng. Từ hồi nhỏ các anh đã bị dạy rồi là phải yêu mến Hồ Chí Minh rồi. Từ nhỏ rồi là 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi là phải yêu mến Hồ Chí Minh rồi. Thành ra cái đầu óc của các anh đó luôn luôn là tỏ cái lòng kính trọng Hồ Chí Minh. Trong khi nó là một tên giết người. Nó là một tên giết người mà tàn bạo nhất trong cái lịch sử của dân tộc Việt nữa. Ở trên mà tờ Kinh tế Đảng đó là 172.008 người. Nhưng mà sự thật á, TV hiểu được đó là 5% dân số lúc đó. 5% dân số lúc đó tức là 500.000 người trong cải cách ruộng đất. Chứ không phải chỉ có 172.000 người. TV từng dẫn chứng cho quý anh chị em rằng là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã từng nói thà giết lầm 10 người còn hơn là bỏ sót một người. Đó là chủ trương của Cộng sản cái thời cải cách ruộng đất. Thành ra nó giết vô số. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là trí phú địa hào đào tận gốc chóc tận rễ. Tất cả những người trí thức, những người giàu có nó đem đi giết hết. Đó là tội ác của Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh đã gọi là được gọi là thư ký của Hồ Chí Minh. Thư ký của Hồ Chí Minh viết cái quyển mà đèn cù đó. Ông mà Trần Vĩnh đó, ông viết Hồ Chí Minh là thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất là người đầu tiên là phải đem sử bà Nguyễn Thị Năm. Bà Nguyễn Thị Năm gọi là Cát Thanh Long đó. Và Hồ Chí Minh lại là đeo mắt kính râm rồi còn bịt râu nữa. Đó là tội ác. Giết hàng trăm ngàn người rồi còn xua quân cưỡng chiếm miền Nam nữa. Biết bao nhiêu quốc gia người ta cũng chia đôi đất nước mà người ta sống thanh bình không? Hồ Chí Minh phải giết thêm 2-3 triệu người trong cái cuộc chiến Nam Bắc nữa.
tội ác tràn đầy không thể tưởng tượng luôn. Mà các anh dạy từ hồi nhỏ tới lớn, thành ra các anh tin tưởng mù quáng như vậy. Ngày hôm nay các anh phải thay đổi. Các anh nghĩ cái loa phường, loa ấp, loa xã, xã, đủ thứ mọi loa đó, đó. Sáng ra, chiều tối đều nghe hết. Thử hỏi là làm sao mà con người sống ở Việt Nam mà không bị nhiễm tuyên truyền. Các anh ra ngoài đường là hàng triệu biểu ngữ đều là ca tụng đảng, bác, đảng cộng sản quang vinh dung muôn năm. Thử hỏi là các anh làm sao mà không bị tuyên truyền. Ở bên Mỹ các anh có khi nào thấy một cái biểu ngữ không? Chưa bao giờ thấy một cái biểu ngữ mà ca tụng chính phủ Mỹ hết á. Nội nhiêu đó là cũng đủ là thấy là các anh bị tuyên truyền không? Các anh không có một tờ báo tư nhân nữa. Rồi làm sao mà những cái anh em trẻ mà của Việt Vision hoặc là giải độc chính trị mà hiểu được. TV đưa cái vấn đề đó lên, mấy anh không có cãi được. Các anh đang bị nhồi sọ, đảng cộng sản nhồi sọ các anh. Thiệt tình mình là người Việt Nam hết, TV cũng yêu mến các anh thôi. Dù các anh, tại vì tôi biết rõ là các anh là nạn nhân của cộng sản thôi. Mà các anh không hiểu đó, thì các anh sẽ trở thành một cái tên mà tội ác. Tội ác để mà đi theo đảng cộng sản. Đảng cộng sản phải bị sụp đổ. Người dân mong muốn như thế, TV mong muốn và nhiều các bạn mong muốn khác. Phải không? Và cái chính quyền, gọi là cái chính quyền đó là cái chính quyền phải bị sụp đổ. Người ta có quyền nói như vậy. Chính quyền đang hành xử tội ác mà. Đâu có thấy ai mà chấp nhận một cái chính quyền mà làm tổn hại gọi là nền kinh tế như vậy. Bắt cóc một người như vậy. Làm nhục nhã cả cái đất nước này. Ai chịu? Tham nhũng thì thành quốc nạn. Giam giữ tất cả những người yêu nước. Những người mà đàn bà có những hai đứa con nhỏ như vậy. Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mục sư, luật sư Nguyễn Văn Đại, còn biết bao nhiêu nhà anh em yêu nước nữa làm những chuyện tồi bại như vậy. Mà cái dương cao, cái lá cờ Phúc Kiến à, mà ai cũng hiểu là lá cờ Phúc Kiến đó. Lá cờ đó là cái lá cờ Tàu. Đầu tiên nó phát xuất từ thủ phủ là Phúc Châu. Ai cũng rất rõ như vậy. Dạ chào Philip Ly nha. Chào bạn Trung Thu Nguyễn. TV nghe TV 256 nghe nói nóng lắm, nghe mà các anh em nhỏ đó, dù là TV có cái tình thương các anh nhỏ. Tại vì TV biết các anh nhỏ chỉ là cũng là nạn nhân thôi. Nạn nhân của cái chủ nghĩa nó độc ác vô cùng. Đúng không? Lúc nào nó cũng tuyên truyền, không có một tờ báo tư nhân. Ở đây ai muốn thành lập báo cũng dễ dàng hết đó. Không một tờ báo tư nhân. Truyền thanh, truyền hình cũng vậy. Tất cả là do đảng nắm hết. Người thử hỏi làm sao người dân hiểu được. Ngày hôm nay, thành ra đó, TV 256 cần phải cất lên tiếng nói để mà phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người nghe, cho người ta biết sự thật. Người ta biết được là các anh đang bị nhồi sọ, các em nhỏ đang bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn như vậy rồi. Cái loa phường mà nghe gọi là mấy chục năm trời đó là tung hô rồi ca tụng đảng như vậy, rồi biểu ngữ rồi khắp cùng đất nước. TV 256 cũng về nước rồi chứ đâu phải là không về nước đó. Mà càng về nước thì mình khẳng định là mình càng phải đấu tranh mạnh hơn nữa. Mình đi mà mình thấy biểu ngữ mình sợ luôn đó, mình kinh hoàng luôn đó. Rồi cái loa phường mình cứ nghe mà nó khó chịu vô cùng luôn.
nó xâm phạm cái quyền mà tự do của con người, nó xâm phạm cái quyền mà được yên lặng của con người. Rồi đi đến đâu cũng là phải hộ khẩu hết, cũng phải là đăng ký hết. Làm sao mà cái đất nước mà như vậy được? Các anh thấy là nó bị control, rồi là nó bị điều khiển như vậy. Là các anh phải hiểu rồi. Các em nhỏ phải hiểu rằng là các em đang bị đầu độc đó. Các em đang bị đầu độc nên thành ra mới hành xử mà côn đồ như vậy. Các anh nó phải biết là thương mến cha Tân. Cha Tân có cái lòng yêu nước. Những người gọi là kêu gọi là phải làm cho sụp đổ cái chế độ cộng sản là những người yêu nước. Mình phải khẳng định một điều như vậy, là những người không bao giờ chấp nhận cái lá cờ phúc kiến của Tàu. Và Hồ Chí Minh TV2 năm 6 đã từng chứng minh rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Mà có 30 điều như vậy để chứng minh rằng là tên gián điệp Tàu, chứ đâu phải là bình thường. Hành xử gì mà kỳ vậy? Đất nước người ta đang yên bình, các anh mang quân lợi chiếm đóng. Bây giờ các anh công nhận là một cái chính quyền gọi là độc lập, không còn là ngụy quyền nữa. Thì đó là các anh phải hành biết rằng là các anh đã làm cái gì rồi. Các anh đi xâm lăng người ta rồi. Các anh đi giết đồng bào của mình. Bao nhiêu quốc gia người ta cũng có những cái điều chia cắt như vậy. Mà tại sao người ta biết thương nhau? Chỉ có thằng Việt Cộng à. Cái thằng Việt Cộng à. Tự nhiên rồi chia đôi đất nước à. Tội ác là tội ác. Tội ác kinh hoàng luôn đó. Mà đến giờ này biết bao nhiêu người không hiểu được. Thành ra nhiều khi đó TV256 phải nói hoài thôi. Thành ra quý anh chị em nghe mà thông cảm dùm. Mình giận mình phải lên tiếng thôi. Mà mình không lên tiếng rồi là... Tại vì có người biết, có người không biết. Thành ra mình phải lên tiếng hoài thôi. Thành ra những cái gì mình nói đi nói lại hoài thôi. Cái đó là cái phận sự của mình thôi. Chứ chẳng có ai mà sung sướng gì mà phải lên livestream như thế này hết. Hôm qua chúng con lên Cha Tân tập trung hành động cộng sản rất liều mạng rồi chú ơi. Đó, chịu không nổi. Mình thấy một cái tuổi mà trôi trôi nhỏ nhỏ như vậy, hai mươi mấy thôi, hai mấy ba mấy trở lại. Họ không hiểu gì thế. Giờ này mà họ còn cầm cái cờ phúc kiến của Tàu nữa. Mà rất tiếc rằng là ở trong nước gần như là họ không hiểu về cái quyền tự do ngôn luận. Cái chính mà TV muốn chia sẻ trong cái cuộc nói chuyện này đó là làm sao đó để người trong nước phải hiểu cái quyền ngôn luận của mình. Cái quyền tự do ngôn luận của mình. Cái quyền tự do, mình có quyền mình nói cái gì cũng được hết á. Mà nhất là nên nhớ Hồ Chí Minh là một cái người của công chúng. Cái người công chúng là cái người mà public figure. Bên Mỹ nó dịch ra là như vậy. Người trong chúng mình có quyền mình thóa mạ, mình có quyền mình chửi gì thời gì cũng được. Không có ai mà bắt tội mình được. Đó là cái quyền tự do ngôn luận. Và mình có quyền lật đổ chính phủ, mình có quyền mình nói. Không có ai bắt được. Người ta muốn bắt mình đó, người ta phải chứng minh. Chứng minh mình có cái đủ cái khả năng lật đổ. Chứ không phải thấy người ta nói bên Mỹ nó không có vụ đó. Bên Mỹ đó là tòa án nó phải chứng minh mình có cái tội.
chứ không phải tự nhiên mình nhận là mình giết người là được đâu. Người ta phải chứng minh chứ. Còn mình nói mình muốn lật đổ cái Đảng Cộng sản không có sao hết đó, tra tấn đối như vậy không có sao hết đó. Thành ra mình thấy nó lạ lắm. Mà mình thấy các anh em bàn cãi gì vấn đề đó, chứ các anh em không có tập trung vào cái vấn đề mà tự do ngôn luận. Nếu mà các anh em tập trung vào cái tự do ngôn luận đó, các anh em phải đánh thắng hai chục tên côn đồ rồi. Nói tra tân có quyền tự do ngôn luận, và ngay cả chúng tôi hiện giờ nói chuyện với anh nè, chúng tôi cũng có cái quyền tự do ngôn luận như vậy. Chúng tôi muốn lật đổ cộng sản nè, đó là quyền tự do ngôn luận của chúng tôi. Chúng tôi muốn giải tán Đảng Cộng sản nè, đó là quyền tự do ngôn luận của chúng tôi. Phải hiểu và hành xử cái quyền tự do ngôn luận của mình. Đây là cái vấn đề chính mà TV muốn đưa ra trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mà TV coi hết cái đoạn audio về tra tấn, mà TV không hoàn toàn không có thấy một cái đả động gì cái quyền tự do ngôn luận. Thành ra người ở trong Việt Nam đó, người trong nước họ nhiều khi họ không hiểu, họ không có nhớ, không biết là mình con người mình có quyền tự do ngôn luận. Thành ra họ chứ đinh ninh họ nghĩ trong đầu đó là hỡi mình nói lật đổ cộng sản là kể như là mình có tội rồi. Họ bị trong một cái khuôn khổ mà khép kín quá rồi, thành ra họ không hiểu. Chứ sự thật là mình có quyền tự do ngôn luận, nhớ là như vậy. Còn nhà nước đó là phải chứng minh mình, nếu mà bắt mình đó là phải chứng minh mình có cái khả năng mà lật đổ. Còn cái quyền tự do ngôn luận mình có quyền nói sao mình nói. Hồ Chí Minh mà một cái kẻ giết người như vậy mà họ đi họ bảo vệ cho một cái tên đồ, gọi là tên đồ tể như vậy, không thấy là nhục nhã, không thấy là xấu hổ. Nên là mình phải lên tiếng. Mong rằng các bạn trẻ trong nước đừng có mù quáng nữa. Rất là dễ chứng minh. Nãy giờ TV nói là quý anh chị em thấy đó. Cái loa phường rồi hộ khẩu nữa, đi đâu cũng phải xin phép hộ khẩu nữa. Đó là các anh đã vi phạm vào cái điều 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rồi. Cái điều 13 là mỗi người đều có quyền đi lại trên quê hương của mình mà không cần phải xin phép. Điều 13 ở bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, quý tranh để ý đọc lại cái điều đó đi. Thằng Việt Cộng khi mà ký tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì nó phải công nhận cái giá trị của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nó không thể phủ nhận được. Mà luật pháp của quốc tế là luật pháp đó trên quốc gia. Luật pháp nước quốc tế đó phải đứng trên quốc gia. Nhớ là vậy. Chứ không phải là luật pháp mà đứng dưới cái luật pháp quốc gia. Thành ra đó, ngày hôm nay chúng ta phải chiến đấu luôn cả cái quyền được tự do đi lại trên cái đất nước của chúng ta mà không cần phải xin phép, không cần phải hộ khẩu gì hết. Chúng ta phải chiến đấu ra những cái điều mà căn bản của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hoặc là thôi các anh đừng có tham gia đi. Các anh đừng có tham gia Liên Hiệp Quốc. Các anh tham gia Liên Hiệp Quốc là các anh phải công nhận những cái giá trị của Liên Hiệp Quốc chứ. Đâu phải hành xử côn đồ hoài vậy. Đừng có tưởng bây giờ cả thế giới người ta biết rồi. Cả thế giới người ta biết cái đảng Cộng sản đó là cái đảng bất tài vô dụng và tàn ác với người dân, bắt giam những người yêu nước. Bao nhiêu lần tòa án thô bỉ như vậy. Bao nhiêu lần tòa án bỏ túi như vậy. Đừng có tưởng là cái thế giới này không biết đâu.
TV mong rằng là nó phải sớm sụp đổ thôi, không còn cách nào hết đó. Không còn cách nào để mà cứu cái đất nước này hết đó. Cái tội ác nó đã quá đủ rồi. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. TV nghĩ rằng là đoạn video này nó cũng vừa đủ rồi để TV cất cái tiếng nói của mình. Và cái điều chót mà TV muốn nói đó là hãy cái hành xử cái quyền tự do ngôn luận của mình. Mình phải biết cái quyền đó là quyền tự do ngôn luận của mình. Nó không có tội gì hết. Rồi, cảm ơn quý anh chị lắng nghe nha. TV xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.